Lại ông lại bà hôm nay cho cô buôn mai bán đắt. Anh chị ghé mua nha anh chị ơi. Đại hạ giá 2 triệu xuống còn 1 triệu một bó. Mua về đi. Từ từ chết rồi đốt sao? Cái gì vậy mày? Cái gì? Mày nín đi rồi mày nói. Nói. Đám cưới. Cái gì? Đám cưới. Đám cưới ai? Tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, lại một đám mừng ở trong làng. Ngó tên bỗng dừng tay hoang mang, rồi ngày cưới rộn ràng khắp cùng. À cho chân ấy tới già trẻ đi cùng, nhiều ngày tháng giờ này tương phùng mà lòng cay cay cay. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhà tung tóe thanh niên hòa ca, vài ba đứa lên lắc lư theo ấy là thành đám cưới em với người ta. Anh biết do anh mà ra, tình yêu ấy nơi xa càng xa, buồn thay là buồn thay la 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 la. Oh. Nghĩ nhiều chuyện trong đời, anh thấy lòng càng rối bời. Liệu ngày đó nhiệt tình ngỏ lời, chúng ta lấy nhau chứ em ơi. Đành bao phó mặc ở duyên trời, nhưng thương tâm anh tránh nàng tại sao vội. Một người bước một người không đợi thì đành tìm ai ai ai. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhà tung tóe thanh niên hòa ca, vài ba đứa lên lắc lư theo ấy là thành đám cưới em với người ta. Anh biết do anh mà ra, tình yêu ấy nay xa càng xa, buồn thay la 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 la. Trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung tóe thanh niên hòa ca, vài ba đứa lên lắc lư theo ấy là thành đám cưới em với người ta. Anh biết do anh mà ra, tình yêu ấy nay xa càng xa, buồn thay la 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 la. Mà giờ em đã là vợ người ta, hãy sống vui hơn ngày qua, nhạc tung tấm thanh niên rời ba, còn năm sáu tên đứng lơ ngơ ấy là tàn lễ cưới em theo người ta. Anh bước đi như hồn ma, ngày hôm ấy như kéo dài ra, buồn thay la la la. Buồn thay la 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 la. Anh Duy Cao. La la la. Em đã là vợ người ta. Vợ người. Mấy ngày ăn chùa hả? Sao anh lại làm như vậy? Anh có biết cô dâu sợ nhất là điều gì không? Sợ nhất là ăn đám cưới xong mà không bỏ phong bì đó. Lẹ đi. Ừ. Vậy có dễ thương không?
để. Đấy nghe. Đó, cho tôi mấy. Đó, nhìn lại đằng sau mình anh bơm. Tình yêu ấy này sao càng xa. Tại sao vội một người vẫn không đợi thì đành tìm ai.